trời ơi, lại là mấy thứ tay gấu chi cá, bào ngư, hải sâm gì đó. Thiệt tình ăn hoài cũng chán à. Dạ phải. Lập tức kêu nhà bếp chuẩn bị 12 món tiểu điểm, các loại đồ ngọt và các loại trái cây đầu mùa để quần chúa thay đổi khẩu vị. Dạ. Lại là mấy đồ ngọt trái cây nữa hả? Ông làm mấy cái món mới hơn được không? Tìm cái gì mới đi. Nhưng mà tất cả thức ăn đều được quần chúa dùng hết rồi. Vậy mới nói đã ăn rồi còn ăn gì nữa chứ. A Tử. Tí Phu. Đại Dương. Thật Lý, mọi người ra ngoài trước đi. Dạ, dạ. Đại Dương. Tí Phu, bọn họ cố tình chọc kẹo Mùi á. Coi bộ kẻ cố ý trêu chọc là Mùi thôi. Trời ơi, Mùi là quận chúa mà. A Tử, làm người phải khoan dung một chút. Chức nam diện đại dương này, Tỷ Phu sợ là sẽ không làm được bao lâu. Hơ, Tỷ Phu à, Quỳnh là hù A Tử nữa rồi, Quỳnh mới nhậm chức thôi mà. Ừ. Quỳnh làm nam diện đại dương là chuyện ngoài ý muốn. Đợi làm một năm đô ba tháng, mọi việc ở Nam Kinh ổn định rồi, Quỳnh mới đến bái biệt hoàng thượng sau. Quỳnh không thèm làm đại dương nữa hay sao? Nếu như để cho Quỳnh chọn, chẳng thà Quỳnh làm đệ tử một hai túi của cái bang. Trời ơi, Tỷ Phu à, mới biết bây giờ Quỳnh chỉ nghĩ vậy thôi, mai mốt Quỳnh sẽ thay đổi ý định ngay. Nè Quỳnh thấy không, làm quận chúa ở đây có ai phong lắm đó. Đừng nói là cho Mụi làm đại sư tỷ phát tin túc, dù cho Mụi làm trưởng môn Mụi cũng không thèm. A Tử. Mặt trời sắp xuống núi rồi nhưng cô nương vẫn chưa tới. Đoàn công tử. Dương cô nương. Đoàn công tử, sao mặt Quỳnh hồng hào, coi bộ vết thương cũng đã bình phục lại rồi. Nguyệt Tung Trung và Nguyệt Ủng Toàn vẫn còn đau âm ỉ, coi bộ phải tịnh dưỡng thêm một thời gian nữa. Đại ca, Quỳnh có sao không? Không sao. Đoàn công tử, nếu như Quyền Tung Trung của cậu bị thương, lẽ nào lại phát được nội lực mạnh như vậy? Cậu giả bộ bệnh cũng xuất quỷ nhập thần lắm. Phong huynh đệ, Quỳnh nói sai rồi. Đích thực Đoàn công tử bị bệnh thật, nhưng chỉ là tâm bệnh. Hơn nữa bệnh tình còn rất nghiêm trọng, coi bộ phải ở đây chữa trị một năm đôi ba tháng. Đoàn công tử, cậu nghĩ có đúng không? Hả? Mấy thứ bệnh nhỏ nhặt này đâu cần chữa một năm đôi ba tháng. Đoàn công tử, gia thần của nhà huynh đã tới, nói là phải đưa huynh về đại lý. Công tử gia mời huynh vào nội đường gặp mặt. Hả? Thật ra đợi Đoàn công tử hồi phục lại, tại hạ dự định sẽ đích thân đưa cậu ấy về đại lý, luôn tiện thăm viếng đương kim bảo định đế của Quý quốc và trấn Nam Dương. Bộ Dung công tử khách sáo quá, công tử ở quý phủ làm phiền bấy lâu. Chứ gia nhà tôi do bị thương trên người, không thể đích thân đăng môn bái tạ, có gì thất lễ xin bỏ qua. Không dám không dám. Có thể quen biết với Đoàn công tử là phước của tại hạ thì đúng hơn. Cách sao. Đoàn công tử. Công tử. Châu Thúc Thúc. Công tử, cậu quá sơ sài trong chuyện này. Lỡ như có gì sơ suất, cậu kêu chúng tôi làm sao ăn nói với chân gia. Đoàn dự này phúc lớn mạng lớn, tự biết gặp dữ quá lành. Phải rồi, cha có nhắc tới con không? Xem chút chuyện gia đã bị cậu chọc tức chết, người trở về đại lý dưỡng bệnh rồi. Cha xảy ra chuyện gì? Dương gia ở Hồ Tiểu Kính gặp tứ đại ác nhân, sau đó lại liên tiếp xảy ra nhiều sự cố. Chuyện này mày mối tôi mới kể với cậu. Dương gia muốn nhờ cậu mang một bức thư hàm đem lên cái bang. Sự việc đã như vậy, cũng đã tới lúc từ biệt Bồ Dung công tử rồi. Mộ Dung công tử, tại hạ làm phiền bấy lâu, đã tới lúc phải cáo từ. Được Đoàn công tử nhiều lần giúp đỡ, mai này tại hạ nhất định đích thân đến nước đại lý thăm viếng. Dương cô nương, tôi phải đi rồi, mọi việc cô nên cẩn thận. Có biểu ca chăm sóc tôi, quý không cần bận tâm. Vậy tôi đi thiệt đó nha. Vậy thì chúc Đoàn công tử thượng lộ bình an. Các vị à,
Bảo trọng. Bảo trọng. Cáo từ. Dương cô nương, bảo trọng. Công tử, đi đường cẩn thận. Các vị, từ lúc Kiều Phong bỏ chức vị ban chủ tới nay, đã cẩu bỗng cũng đã bị mất tích trong trận chiến ở rừng Hạnh Tử. Tôi tin rằng nó đã rơi vào tay của tay hạ nhất phẩm đường. Gần đây cái bang trên dưới lòng người chia rẽ, thật sự là điều đáng lo. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, không phải là phước của cái bang ta. Đúng rồi. Nếu hôm đó không có kẻ cố ý ép buộc Kiều ban chủ, cái bang ta đâu có ra nông nổi như vậy chứ. Đích thực Kiều Phong nghĩa khí hơn người. Tuy bị trục xuất khỏi cái bang, nhưng vẫn nghĩ tới tình nghĩa anh em ngày xưa, cứu các anh em trong tay của Tây Hạ nhất phẩm đường. Từ lúc bái biệt ở Mã Gia Tính Dương đến nay đã gần 3 tháng, Kiều Phong vẫn bặt vô âm tính. Đúng rồi. Các vị, Kiều Phong là nghiệt chủng của Khiết Đan, đó là sự thật không thể chối cãi được. Tội tình gì mình phải tranh luận vô ích chứ. Hôm nay chúng ta tụ họp ở đây là để bàn bạc thương lượng làm sao để chọn ra một ban chủ mới công cáo thiên hạ, lấy lại danh tiếng của cái ban ngày xưa. Toàn đại chủ Túc Trí Đa Mưu lại có danh xưng thập phương tú tài, trí dũng song toàn, thật sự là người thích hợp nhất của cái ban ta đó. Đúng vậy, toàn đại chủ là người thích hợp nhất. Cái ban liệt đại ban chủ đều là anh hùng hào kiệt đương thế, chẳng những võ nghệ xuất chúng, còn phải một tay đội trời lấy đức phục chúng, lập được đại công cho bổn ban. Cho hỏi toàn đại chủ đã lập được đại công gì cho bổn ban? Võ công thì có sở trường gì hơn người? Đức hạnh thì có hành vi gì để đảm nhận trọng trách ban chủ? Toàn mổ không phải nhân tài ban chủ. Nếu không, hôm đó đã lột trần âm mưu của Kiều Phong, khác nào trở thành kẻ có tư tâm. Chọn ban chủ là chuyện của anh em toàn ban, cần phải do anh em trên dưới toàn ban quyết định. Tại sao chúng ta không chọn ngày lành triệu tập đại hội cái bang rồi mới tìm cách chứ? Cũng được, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Nhưng mà cái bang ban chúng đầy rẫy, mỗi người một ý, để từ từ bàn tính kỹ lưỡng đã. Toàn đại chủ. Ba vị trưởng lão, Phân Đà đại trí tôi có chuyện phải làm, xin phép cáo lui. Không biết Đoàn thế tử bái phỏng, không kịp nghinh tiếp. Người tôi cần gặp là các vị trưởng lão. Ba vị trưởng lão đã biết thế tử bái phỏng, nhưng mà họ đã thương lượng mọi việc trong bang, nên lệnh cho tại hạ ra đây nghinh tiếp thế tử. Không biết thế tử có gì chỉ giáo. Trên đường các ông canh chừng nghiêm ngặt, ai cũng biết các ông đang hội họp mà. Nè, đây là thư hàm của cha tôi đưa cho cái bang các ông. Trong thư này đã ghi rõ ràng rồi, chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính và Mã Phu Nhân, bọn họ đều bị một tên hắc y nhân không rõ lai lịch giết chết. Chuyện này là cha tôi muốn Trấn Nam Dương tận mắt chứng kiến. Các ông đừng đổ oan cho nghĩa huynh tôi là Kiều Phong nữa. Cảm ơn Trấn Nam Dương đã giúp cho bổn ban giải được khúc mắc quan trọng. Tại hạ nhất định mang thư hàm của Dương gia giao cho các vị trưởng lão. Tôi thách ông cũng không dám giấu thư của cha tôi. Cáo từ. Mời. Tinh túc lão tiên. Tinh túc lão tiên. Ba chủ Trung Nguyên. Ba chủ Trung Nguyên. Thần thông quảng đại. Thần thông quảng đại. Pháp lực vô biên. Pháp lực vô biên. Tinh túc lão tiên. Tinh túc lão tiên. Ba chủ Trung Nguyên. Ba chủ Trung Nguyên. Thần thông quảng đại. Thần thông quảng đại. Pháp lực vô biên. Pháp lực vô biên.
ai cho cái bàn cản đường chứ. Trong cái bàn của các người có một người tên gọi là Kiều Phong, mà bị hắn lập tức ra đây gặp ta. Kiều băng chủ Kiều Phong của bọn ta đã rời khỏi cái bang từ lâu, bây giờ không rõ tung tích. Thật là khốn kiếp, Kiều Phong của các người đang cấp một trong tam bảo của phái Tinh Túc bọn ta, tưởng đâu dữ dằn lắm, bây giờ lại là con rùa rút đầu, không dám gặp Tinh Túc lão tiên bọn ta, có phải không? Kiều Phong đích thực không ở trong bang của bọn ta. Tinh Túc lão tiên, quay trấn thiên hạ. Sư phụ thần công, quay trên cổ kim. Quay trên cổ kim. Thần thông quảng đại. Thần thông quảng đại. Lớn ác trung nguyên. Lớn ác trung nguyên. Thật ra các ngươi là ai mà dám xâm nhập phân đạt cái bang? Tinh Túc lão tiên, võ công cái thế, pháp lực vô biên. Tinh Túc lão tiên, võ công cái thế, pháp lực vô biên. Tinh Túc lão tiên, võ công cái thế, pháp lực vô biên. Tinh Túc lão tiên, võ công cái thế, pháp lực vô biên. A Di Đà Phật. Thí chủ, cho hỏi ông đã làm phép thuật gì với họ, sao lại làm cho bọn họ mắt mũi miệng được chảy máu hết trơn vậy? Bọn ăn mày này, ngay cả Tinh Túc lão tiên Đinh Xuân Thu này mà cũng không biết, còn giữ lại đôi mắt và đôi tai để làm cái gì? Có câu kẻ không biết không có tội. Thí chủ à, hay là ông đại pháp từ bi tha cho họ đi. Tha cho bọn chúng? Ta muốn bọn chúng đau ngày này qua ngày khác, đau đúng 7 lần 7 49 ngày cho đến khi độc phát thần dòng. A Di Đà Phật. Đinh thí chủ, xin nghe một lời của tiểu tăng. Ngã Phật từ bi, đúng ra sát sinh đã là điều cực kỳ không nên, nhưng mà ông còn bắt họ đau đúng 77-49 ngày. Ông có biết không, ông làm cho họ đau thêm một ngày, vậy tội lỗi của ông sẽ tăng thêm một phần đó. Hay là ông giải chất độc trên người của họ trước đi, chứ gì công đức vô lượng. Ta vẫn chưa thỉnh giáo pháp hiệu của tiểu sư phụ. Không dám, tiểu tăng pháp hiệu Hư Trúc, xuất gia ở Thiếu Lâm Tự. Thì ra là cao tăng của Thiếu Lâm, hèn chi muốn lo chuyện bao đồng, lão phu phải thỉnh giáo vài chiêu của người. Không được đâu, tuy là tiểu tăng có học võ mấy năm, nhưng cũng chỉ học để luyện tập thân thể, đâu dám đấu vài chiêu với thí chủ. Chỉ mong thí chủ niệm tình siêu sinh, tròn nghĩa nhân đạo. Phật gia có cầu, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Được, vậy để ta tọa nguyện cho tiểu sư phụ. Tinh Túc lão tiên, Tinh Túc lão tiên, võ công cái thế, pháp lực vô biên. Đại sư. Lăng Ba Di Bộ. Vị thí chủ đây, cảm ơn đã cứu. Không có gì, vừa rồi lại nói nghĩa khí của đại sư thật làm người ta cảm động. Khen cho câu nhất niệm siêu sinh, trọn nghĩa nhân đạo, thật là câu nói đại nghĩa, giúp người thức tỉnh. A Di Đà Phật. Thật ra những gì tiểu tăng học được vô cùng hạn hẹp, nhưng nhất sinh nhất tử là nhân quả duyên pháp. Vừa rồi vị thí chủ này từ đại ngông cuồng, một hai không chịu tin Kiều Phong thí chủ đã rời khỏi cái bang, còn giết người ở đây, cho nên tiểu tăng mới đứng ra khuyên nhủ. Tiểu tử thúi, thật ra người ở môn phái nào, dám phá rối chuyện tốt của lão phù? Nè, đừng qua bên đó, ổng biết yêu thuật đó. Nè, tại hạ là Đoàn Dự, vô môn vô phái, nhưng mà tiền ban chủ cái bang Kiều Phong. Chính là nghĩa huynh của tại hạ. Tiểu tử thúi, coi vậy mà biết khôn. Chỉ cần ngươi giao Kiều Phong ra đây, hay là nói tung tích của Kiều Phong, lão phu có thể tha cho ngươi tội chết. Vừa rồi vị đại sư này chẳng phải đã nói rồi sao, nghĩa huynh của tôi Kiều Phong đã rời khỏi cái bang rồi. Phải. Huống hồ nghĩa huynh của tôi đầy rẫy kẻ thù, loại đại ác như ông đó hả? Đừng chọc giận huynh ấy tốt hơn đó. Phải. Thật là khốn kiếp, tiểu tặc to gan, người dám ăn nói sàng bậy sao? Tiểu tử thui,
Nếu ngươi đã là nghĩa đệ của Kiều Phong, ngươi hãy cùng đi với lão phu. Ta nghĩ nghĩa huynh của ngươi Kiều Phong giá nào cũng không ngoảnh mặt làm ngơ đâu. Hây! Sao ngươi lại biết võ công của phái Tiêu Dao? Tôi không biết phái Tiêu Dao gì hết, nhưng sư phụ của tôi chỉ nói tôi biết là phải giết hết đệ tử của phái Tiêu Dao. Hây! Muốn bắt tôi hả? Chặt hai chân của tôi trước đi. Lão hồ ly ở đây nè. Đinh Xuân Thu, phải tình tốt của người đã gây nhiều tội ác, hôm nay còn dám đến cái băng ta gây rối. 1, 2, 3. Thì ra là trưởng lão chính túi của cái bàn. Làm phiền ba vị trưởng lão giao Kiều Phong ra, còn bằng không lão phu thề không bỏ qua. Người giết chết nhiều đệ tử cái bàn ta, cái bàn ta và ngươi không bao giờ xong chuyện đâu. A Di Đà Phật, trước gì thí chủ hà tất phải quyết chiến sinh tử. Lợi hại phải không? Lợi hại. Cảm ơn đoàn công tử ra tay cứu giúp, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Không cần đa lễ. Bởi vì trường lão, không có gì chứ. Hai người lập tức chịu ba vị trưởng lão và dưỡng thương đi. Dạ. Toàn đại chủ, lá thư đó. Ba vị trưởng lão đã xem xong rồi, hiểu hết tất cả. Làm phiền đoàn thí tử bận tâm. Làm phiền ông. Toàn đại chủ, tiểu tăng phụng mệnh tới đây để phát thiệp anh hùng. 15 tháng 9 là kỳ hạn đại hội võ lâm. Tới lúc đó Mộ Dung công tử cũng đích thân lên Thiếu Lâm tự giải thích về vụ sát hại do ai gây ra. Tới lúc đó hy vọng các vị tới dự đúng giờ. Nhất định. Làm phiền đại sư. Không cần khách sáo. Hai vị mời. 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 Đại sư à, chúng ta mới gặp như đã quen, hay là làm bạn cùng đường nha. Cũng được, tiểu tăng cũng có ý đó. Mời. Mời. Tội nghiệp của Đinh thí chủ thật sự quá nặng. A-di-đà-phật. Lâu quá không thấy Hư Trúc về, thì ra đã gặp nguy hiểm. Còn làm phiền đoàn công tử đưa nó về đây nữa. Đại sư tinh thông Phật học, được đi chung với đại sư, tại hạ học hỏi được nhiều thứ thì đúng hơn. Đệ tử làm phiền sư thúc tổ, sư bá và các vị sư huynh bận tâm, thật là tội lỗi. Mời Thế tử đại lý đoàn dự vào ngày 15 tháng 4, giá lâm lôi cổ sơn, Thiên Long điện nhà cốc tụ họp, nghiên cứu kỳ nghệ, Long Nhã lão nhân Tô Tinh Hà thủ bút. Tốt, tại hạ thứ nhất chính là dịch kỳ đối cục. Phải rồi hai vị, sao hai vị lại biết tôi ở đây vậy? Chắc là hai vị đã tới Yến Tử Ổ. Nếu vậy, đến lúc đó Mộ Dung công tử cũng là khách mời danh dự rồi. Vậy thì Dương cô nương hay quá đi. Làm phiền ông dạy báo cho chủ nhân nhà ông biết, đến lúc đó tại hạ nhất định sẽ đến dự. Mời. Sư bá, các vị sư huynh xin quay về đi. Đệ tử sẽ mang thiệp anh hùng đưa cho anh hùng các nơi. Đi đường bảo trọng, lão nạp về trước. Nè.
Bảo bối ngoan nghe. Sư thúc, Quỳ Tịnh sư thúc đúng là thuốc rồi. Nè sư thúc, sư thúc là con nè, Hương Trúc nè. Sư thúc, sư thúc, sư thúc à, sư thúc, sư thúc à. Sư thúc à, tự nói vậy trước đi. Hương Trúc, xảy ra chuyện gì? Quỳ Tịnh, Quỳ Tịnh sư thúc. Quỳ Tịnh, dạ phải. Quyền đại sư ba, Quyền đại sư ba, sư ba, Quyền đại sư ba, Quỳ Tịnh tự ý rời khỏi Thiếu Lâm tự, xin người đưa con về trị tội. A Di Đà Phật. Thần thông quảng đại, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, pháp lực vô biên, tinh túc lão tiền, tinh túc lão tiền, xưng bá trung nguyên, xưng bá trung nguyên, thần thông quảng đại, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, pháp lực vô biên. Các hạ là Tinh Túc Hải, Tinh Lão Thí Chủ, Lão Nạp Quyền Nạn. Không biết Huệ Tịnh Sư Điệt có gì đắc tội với Thí Chủ? Lão Phu dài công cực khổ, lên núi Côn Luân bắt được một con tầm băng. Nhưng không ngờ trong lúc Lão Phu luyện công sơ ý, hắn đã ăn cắp. Sư bá, con thực sự không có lấy cắp tầm băng của hắn đâu. Luôn có tầm băng như thế nào con cũng chưa thấy. Sư bá không tin cứ lục xét con đi. Chính hắn lấy cắp. Đinh Thí Chủ, một năm trước Huệ Tịnh Sư Điệt tự ý rời khỏi Thiếu Lâm, chiếu lý phải do đệ tử xử lý. Đinh Thí Chủ có thể cùng lên Thiếu Lâm kể lại chuyện này rõ ràng. Phái Thiếu Lâm các người tự xưng là Trung Nguyên Chí Tôn, phái Tịnh Túc của ta không bao giờ giao du. Sư thúc tổ, Tinh Túc lão tiên, thần công cái thế. Sư thúc tổ, sư có sao không? Sư bá, cứu con với, cứu con với. Độc chưởng của Đinh Xuân Thu quả nhiên lợi hại. Lần này lão nạp đã trúng chưởng của hắn. Sư thúc đã bị thương, tính sao đây? Không phải sư thúc tổ có nói, nói tiếc thần y là đệ tử của Thông Miện Tiên Sinh. Bây giờ Thông Miện Tiên Sinh ở bang Á Cốc, vậy thì mình tới đó sẽ tìm được Tiết Thần Y. Đúng đó, đi. Chân Long kỳ cột mà Thông Biện Tiên Sinh bày ra quả thật tuyệt diệu vô cùng, tại hạ phá giải không được. Chân Long là một bố cục trong số loại cờ dây cố ý ngăn chặn đối thủ, đa số chỉ trong khoảng 12 con cho đến 450 con, nhưng mà cục chân Long này đã có hơn 200 mấy con. Đoàn huynh đây có thể đi được 18 nước đã là điều hiếm thấy lắm rồi. Tinh Túc lão tiên, Tinh Túc lão tiên, hoài chấn thiên hạ, hoài chấn thiên hạ, đánh đầu thắng đó, đánh đầu thắng đó, thiên hạ vô địch, thiên hạ vô địch, Tinh Túc lão tiên, Tinh Túc lão tiên, xưng bá trung nguyên, xưng bá trung nguyên, thần thông quảng đại, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, pháp lực vô biên. Đinh lão quái, ông lại đến với người vô tội à? Tô sư huynh lâu nay vẫn khỏe chứ?
thông biện tiên sinh Tô Tinh Hà là sư huynh của ông. Đúng vậy, cái tên thông biện tiên sinh hôm nay trở thành Long A lão nhân. Tô sư huynh, thì ra huynh đã mời đại lý Đoàn Thị đến đây giúp vui. Hàng chi huynh không sợ gì cả? Tại hạ tới đây thuần túy chỉ là nghiên cứu kỳ nghệ, nhưng về mặt này tôi thật sự không dám sánh. Tô sư huynh, có cầu lâu ngày cũng chán. Cho dù kỳ nghệ của huynh thiên hạ đệ nhất thì có ích gì hả? Đinh Xuân Thu, ông khi sư diệt tổ gây nhiều tội ác, còn mặt mũi nào tới gặp sư phụ của tôi, Tiêu Mộ Hòa? Người đã bị trục xuất sư môn từ lâu, còn nhận hắn là sư phụ, đúng là tức cười. Bản tính của ông độc ác, rơi vào ma đạo, từ lâu không thuộc về sư môn nữa. Đúng vậy, nên ta muốn tự lập môn hộ, sáng lập phái Tình Túc. Đoàn công tử, hôm nay người đến đây, chẳng lẽ là người muốn lo chuyện Bao Đồng sao? Hả? Đây là chuyện của môn phái mấy người, tại hạ cũng không giải được chân long kỳ cuộc. Giảng bối xin phép cáo từ, tiền bối bảo trọng. Dương cô nương, bộ Dung công tử. Không biết Đoàn công tử học thần công gì đây ta, lại giống như hình như bóng vậy, ở đâu cũng có mặt hết. Phi giả phi giả, tại hạ nhận được thiệp mời của thông biện tiên sinh, mới tới đây đánh cờ thôi. Ủa, vậy tại sao lại bỏ đi nhanh như vậy? À, chắc là phá cũng được chứ gì. Kỳ nghệ của tại hạ dĩ nhiên không bằng Mộ Dung công tử đây, nhưng mà tại hạ rất là thích xem người ta đánh cờ, đứng bên ngoài để học hỏi thêm. Mộ Dung công tử, quân không sợ tại hạ làm phiền chứ? Đoàn công tử đã có nhã hứng, đó là điều tốt. Mộ Dung công tử mời. Dương cô nương mời. Tô sư huynh, 30 năm qua huynh giả cầm giả điếc, đúng là sống chi bằng chết. Huynh hà tất phải tồn tại trên thế gian này chứ? Đinh Xuân Thu, ân sư nhất định sống lâu trăm tuổi để chứng kiến ông độc phát thân vong, bộ hắn cũng có khả năng đó sao? Tu lỡ tiền bối, tiếc thần đi. Đoàn Dự, ngươi thật là tên vô sĩ mà. Ngươi đã nói không xen vào chuyện sư môn của bọn ta, tại sao ngươi đi rồi lại quay lại? Tôi quay lại chỉ vì quan sát kỳ nghệ của Mộ Dung công tử, tôi không xen vào chuyện của ông. Ông hạ tất phải xen vào chuyện của tôi? Hả? Thì ra vị này là cô Tô Mộ Dung bột à? Đúng vậy, nghe danh phái Tinh Túc Đinh lão tiên sinh đã lâu. Mộ Dung bột, ngươi nhận lời mời của Tô Tinh Hà, có phải đến đây đối chọi với lão phu hay không? Yeah, nào dám, giảng bối chỉ là nhận lời mời đến đánh cờ thôi. Mộ Dung công tử nhân tài xuất chúng ở võ lâm Trung Nguyên, là khách quý do ân sư mời đến. Công tử mời. Được. Cho hỏi gì đâu là tiếc thần y? Xin tiếc thần y đại pháp từ bi cứu sư thúc tổ của tôi đi. Đại sư. Ý, Đoàn thí chủ. Hả? Đi. Sư thúc tổ, mình đi chỗ khác đi. Đã tới tức là bình an. 20 năm rồi chúng ta không gặp. Hôm nay lão nạp cũng phải bái phỏng thông biện tiên sinh. Quyền nạn đại sư gia đâu? Lão nạp cảm thấy an ủi. Tội lỗi, tội lỗi. Tô Tinh Hà, rốt cuộc ngươi cũng tự hủy lời thề, mở miệng nói chuyện. Ngươi muốn tự mình kết liễu hay là để ta ra tay? Mời đại sư ngồi. Cảm ơn, cảm ơn. Mời Mộ Dung công tử. Mời.
Công tử gia, chuyện công tùy mình, chỉ bằng bỏ cuộc đi. Biểu ca, giải không được dán cờ thì đừng giải nữa. Mộ Dung công tử, luôn cả nước Yến mà ngươi cũng không xử lý rõ, làm sao thâm nhập được Trung Nguyên hả? Ngươi thật không biết tự lượng sức mình. Trời khó cãi, Mộ Dung thị khi số đã tận. Ta tôn tâm huyết cả đời, đến cuối cùng chỉ là một giấc mơ. Ta thất bại rồi. Ta thật vô dụng. Đăng Ma. Biểu ca, giá cờ giải không được thì có gì quan trọng lắm đâu. Quý tội gì phải tự mình kết liễu. Hình như là huynh đã rơi vào một cơn ác mộng. Cũng may Đoàn công tử dùng lục mạch thần kiếm đánh rơi kiếm của huynh, nếu không hậu quả khó mà lường được. Công tử gia, có lẽ gián cờ này có chứa yêu thuật nhiễu loạn tâm tính. Công tử gia đừng có hao phí tâm sức vào trong gián cờ này nữa. Đúng đó, thuộc hạ từng nghe nói Phái Tinh Túc có một loại yêu thuật làm mê muội tâm linh. Vừa rồi công tử gia chắc chắn đã bị yêu thuật người ta làm hại. Coi bộ chúng ta phải cẩn thận đề phòng tiểu nhân mới được đó. Đoàn công tử, tôi trúng phải tà thuật, cảm ơn huynh đã ra tay cứu giúp. Đừng khách sáo mà. Thật ra huynh phải cảm ơn, lẽ ra là Dương cô nương mới đúng. Nếu không nhờ lúc nãy Dương cô nương kêu to một tiếng thì tôi không kịp dùng lục mạch thần kiếm. Lục mạch thần kiếm của Đoàn công tử không hổ danh là tuyệt học của đại lý Đoàn thị. Kẻ nào là người của đại lý Đoàn thị ở đây? Có phải là Đoàn Chính Thuần không? Hey, nhà lão tam này nói cho các người biết, chỉ có lão đại của ta mới thực sự là người của đại lý Đoàn thị, ngoài ra tất cả đều là giả dạng hết. Tiểu đồ đệ, con cũng tới rồi hả? Nhìn thấy sư phụ mà không mang quỳ xuống khấu đầu thỉnh an. Dạ, đồ nhi khấu kiến sư phụ.
Thiên hạ tứ đại ác nhân, bái kiến Thông Biện tiên sinh. Lần này chúng tôi cố ý đến đây là để phá giải Chân Long kỳ cuộc. Sư thúc tổ, tứ đại ác nhân là cái gì hả? Nhưng mà trước khi chưa phá giải ván cờ này, để ta thu phục tên loạn thần tặc tử này trước cái đã. Ngươi chỉ rõ tay chân thì gọi là lục mạch thần kiếm sao? Để ta thu phục hắn. Hả? Sư phụ của ngươi bị người ta đánh mà ngươi không chịu giúp đỡ sao? Một bên là sư phụ, một bên là lão đại. Tôi thật sự không biết tính sao nữa. Tôi mặc kệ. Cẩn thận đó. Ông thân là trưởng bối của y, lại là cao thủ nhất đẳng. Bây giờ ỷ lớn hiếp nhỏ, khác nào để người ta chê cười. Thông Biện tiên sinh mời. Khoan đã, theo tôi được biết thì sư phụ của tôi không hề mời các vị đến đây để họp mặt. Khốn kiếp thiệt, lão đại của ta đã chịu đến đây là đã quá nể mặt các ngươi rồi. Thông Biện tiên sinh, ông bày ra Chân Long kỳ cục chẳng qua muốn tìm người phá giải thôi, đâu cần phải phân biệt như vậy chứ. Chẳng lẽ các vị không có lưu ý, những người lão phu mời đến tham dự đều là thanh niên tài tuấn trong đương kim võ lâm hay sao? Nè, tốt là cái nào có thể đánh thắng ván cờ này thì người đó chính là người thắng cuộc, bất kể là già hay trẻ. Bản thân ông còn trẻ lắm sao? Được. Tôi nên đi nước cờ này. Lúc nãy Mộ Dung thí chủ cũng vì đi nước cờ này mà làm cho tội quả nhập ma. Thật đó. Tiểu hòa thượng, ngươi nhiều chuyện như vậy dám về lão đại của ta đánh cờ. Đừng mà, đừng mà. Tiểu đệ tử, đừng. Không được làm hại tiểu sư phụ đó. Cậu đừng tố gại trước mặt người ta, gọi tôi là tiểu đồ đệ có được không? Không còn lối thoát, sau có truy binh, ta phải đi về hướng nào đây? Một kẻ từ chính nhập tà thì dễ, muốn cải tà quy chính thì rất khó. Có câu sai lầm kết thành hận thiên cổ, cuộc đời của các hạ sẽ tiêu quý từ đây. Muốn quay đầu vô vọng thôi. Ha 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 ha
không lẽ cả đời bị quỷ diệt như vậy? Quỷ diệt như vậy? Cả đời quỷ diệt như vậy? Quan Âm Bồ Tát, Di Bạch